nhà trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Rồi, chào bạn trai và bạn gái đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu cho hai bên cùng nghe đi. Dạ, lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người ở trên trường quay ngày hôm nay ạ. Rồi, chào nhà trai. Dạ, em tên là Phan Thái Nhật Phát, em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, Dĩ An Bình Dương ạ. 28 tuổi, sinh năm 1995. Nghề nghiệp của em thì em đang theo đuổi một cái đam mê đó về thời trang. Em đang kinh doanh với một cái shop nhỏ. Đó cũng là một cái local brand của em. Song song với đó em cũng có thêm một đam mê với hip hop. Thể loại em đang theo đuổi đó là rapping. Đó là những cái ước mơ và cái đam mê. Anh nghĩ rằng với những nỗ lực cố gắng mình sẽ thành công thôi ha. Mình đang ở đâu, ở với ai? Thì em đang ở với gia đình, có ba và mẹ. Và em đang có một cái shop riêng. Hiện tại em đang ở shop riêng và em làm xong rồi em phải về với gia đình em ạ. Ba mẹ còn anh chị em mấy người? Dạ, em có một đứa em gái. Dạ, em là con trai lớn. Trai lớn? Dạ. Rồi cái shop riêng đó là mình nhà của mình luôn. Dạ, đó là em thuê mặt bằng ạ. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Gái nè. Dạ, con xin chào chú Kiên Linh, chị Ngọc Lan, bà Nam bên kia, con là Trần Thị Thu. Năm nay con 23 tuổi, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì Thu? Dạ, hiện tại thì con có kinh doanh một shop thời trang là đồ lót dành cho các bạn trẻ teen á. Vậy là hợp ý quá ha. Thời trang của bạn Nam bên kia là thời trang gì? Dạ, thời trang của em là unisex, cả nam và nữ đều mặc được hết ạ. Wow. Vậy là hai bạn hợp với nhau quá nhờ. Dạ. Đó là một trong thuận lợi đầu tiên rồi đó. Chúng ta hỗ trợ nhau, biết đâu chúng ta cái thương hiệu mình lớn lên rồi sau này thành ông chủ bà chủ một cái thương hiệu thời trang lớn như cái shop, một cái chuỗi shop trên cả nước nữa. Bây giờ thì mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu đi. Đối với em thì điểm mạnh của em á thì em vui vẻ hòa đồng với mọi người. Đối với điểm yếu thì nó cũng hơi trái ngược một xíu, đó là em rất ngại đám đông. Đó cũng là một cái điểm yếu em đang khắc phục dần bản thân của mình. Phải khắc phục bởi vì mình đang làm cái ngành nghề mà cần giao lưu tiếp xúc với cộng đồng càng nhiều càng tốt, từ từ nó quen thôi. Hồi xưa thật ra là anh lúc mà mới học trường số điện ảnh mình nắm tay người khác mình còn run vậy nè, không dám đứng gần ai nữa. Mà sau quá trình mình tôi luyện rèn luyện á thì mình sẽ mạnh mẽ hơn. Còn điểm yếu gì nữa không? Hiện giờ em không có đúng không? Chỉ rụt rè thôi ạ. Mời nhà gái. Nhà gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh thì em thấy em là một người hướng ngoại, về giao tiếp, về hoạt động cởi mở với mọi người thì em rất là dễ. Ngoài ra thì em rất thích làm những cái đồ thủ công, ví dụ như là đan khăn len hoặc là làm hoa giấy hoặc là cắm hoa. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì em là một người kiểu là hơi bị thiếu kiên trì ấy. Khi mà mình bắt đầu mình làm thì mình rất là có nhiều động lực để làm, nhưng mà khi mà mình làm một mình ấy, không có người nâng cái mút của mình lên thì nó sẽ mút. Là đúng rồi ạ, khi mà tốn mút ấy, thì cần một cái người chỉ cần động viên thôi thì em sẽ tiếp tục làm được. Có người cái này là nguyên đây làm nha. được không? Dạ được ạ. Được. Mình sẽ nâng mút của bạn gái lên ha. Dạ. Đường tình duyên của em trai thì sao? Mối tình chính thức của em thì chỉ có một. Lâu nó, không? Nó kéo dài tới 12 năm. Ôi trời. Dạ, nó là một cái mối tình thời lúc đi học của em. Em cũng mới chia tay vào năm rồi. Mới chia tay năm rồi thôi? Dạ. 12 năm là mối tình sâu đậm lắm luôn á. Dạ. Nhưng mà tại sao là chia tay? Dạ, nói chung thì đó là một kỷ niệm rất rất là đẹp đối với em. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai đều cảm thấy mình không phù hợp với nhau. 12 năm mới nhận ra điều đó hả? Dạ đúng, khi cả hai đều đi làm và trưởng thành thì cả hai mới biết mình không còn phù hợp với nhau nữa. Chào thì, em. Dạ em chào chị ạ. 12 năm, một quãng đường rất dài và cả thanh xuân của tụi em. Mới có năm vừa rồi thôi là đúng. Rất... Thì nó không thể nào mà nó nguôi ngoai một cách quá nhanh như vậy. Và không thể nào mà tụi em có thể ở lại một cái trạng thái nó quá bình thường, nhanh như vậy. Quên thì chắc chắn mình sẽ không thể quên được. Nhưng nó sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với mình. Và mình phải bước buộc phải bước tiếp tục trong cuộc sống sau này của mình thôi. Ủa em ơi, 12 năm mình mới nhận ra không phù hợp. Mình có thể cụ thể một vài cái không phù hợp đi. Công việc của em và bạn ấy nó đều trái nghịch với nhau. Bạn ấy làm văn phòng vào sáng đến khoảng 5 giờ chiều về. Còn em thì lúc nào em cũng phải làm. Và buổi tối của em á thì em lại dành thời gian cho việc đam mê của mình. Em phải đi tập và đi diễn đi đấu tới khoảng 12 giờ, 1 giờ sáng. Em và bạn ấy có thể không chỉ trùng được thời gian với nhau. Thiếu chăm sóc, dạ, đúng thiếu rồi. Quan tâm, dạ, đúng rồi. Thiếu tất cả mọi thứ. Bởi vì thời gian em dành cho đam mê của mình hết rồi. Em dành cho công việc của mình hết rồi. Như vậy em cảm giác là mình có lỗi với cô gái đó không? Dạ, em cảm thấy là mình có lỗi, thật sự có lỗi. Nhưng nếu mà mình cứ như vậy, tiếp tục như vậy hoài thì
thật sự là tội cho bạn ấy. Chị Lan hơi đi sâu vào trong chuyện này một chút xíu, tại vì chị Lan rất là tiếc cái mối tình 12 năm. Rõ ràng là khi mà cái thời học sinh á, tụi em có quá nhiều cái hoài bão, tụi em có quá nhiều cái điểm mà nó giống nhau, bởi vì nó chưa có đụng tới cơm áo gạo tiền, dạ, chưa đụng tới tương lai. Nhưng khi tụi em bắt đầu ra đời, bắt đầu đi làm thì mỗi đứa một cái công việc riêng, thì cái chuyện khác nhau nó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng để 12 năm để mà em chỉ có thể nói một cái câu rằng là mình có cái định hướng nó không giống nhau và cứ thế mà cả hai đều ra đi, thế thì chị Lan chưa hiểu được là tại sao tụi em không cố gắng, tụi em thay đổi vì cái 12 năm đã qua. Thật sự là em đúng đã là cố gắng. Nó không phải là mới đây mà em tụi em chia tay. Và em cũng đã có những cái xích mích trước đó rất nhiều. Tụi em cũng đã cố gắng vun đắp nhưng mà nó vẫn không thể tiếp tục được nữa. Thế thì với cái người sắp tới em xử lý như thế nào khi cái khối lượng công việc của em nó cũng vẫn như vậy? Chắc chắn em sẽ có một bài học và em sẽ dành thời gian cho nửa phần còn lại của mình hơn là việc mình sẽ cứ lao đầu vào công việc và lao đầu với đam mê của mình như vậy. Okay. Cái đó được đó, suy nghĩ vậy là tốt rồi. Nếu bạn ấy quay trở lại thì sao? Dạ, chắc chắn là không được, tại vì tụi em đã hàn gắn và cắt đứt rất nhiều lần rồi, nên nó đã không còn thể được rồi. Sure nha. Anh hỏi như thế để bên nhà gái hiểu hơn ha. Để mong nhà gái không hỏi em nữa chứ cứ lôi ra hỏi hoài. Đó, như vậy là tốt ha. Trời ơi còn trẻ quá, 23 tuổi. Bên kia bây giờ chú cố gắng hỏi để bên con hiểu nhiều hơn ha. Dạ. Bây giờ mình an tâm về việc đó chưa? Dạ, cũng an tâm một chút. An tâm chút đúng không? Dạ. Bạn ấy cũng nói rất là rõ, không có gì phải khuất tất đây hết á. Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ còn mình nè. Đường tình duyên sao? Con thì có một mối tình hồi sinh viên. Hồi đó là mình muốn trải nghiệm, mình muốn tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ quá. Trải nghiệm trong tình yêu dạ, không trải nghiệm khi mà mình mới lên đại học ấy. Dạ, khi lên đại học ấy, yêu nhau khoảng nửa năm. Dạ, 6 tháng. 6 tháng sáng tháo hả? Dạ, dạ. Dạ, cũng không có sâu đậm gì hả? Dạ, cũng chưa có sâu đậm nhiều. Tại con cứ lo mấy cái hoạt động bên ngoài ấy, không có cân đối được giữa thời gian. Chuyện con nhỏ như con thỏ so với mối tình bên kia. Dạ, mình nhớ qua luôn. Vậy thì bây giờ cái công việc của mình nó có sắp xếp thời gian để có thời gian để yêu không? Công việc của con thì cũng giống như anh ấy. Mình kinh doanh tự do nên là thời gian cũng nhiều. Nhưng mà con cũng có sắp xếp được. Rồi con cũng có thể thuê nhân viên để các bạn có thể làm giúp con. Ví dụ như buổi sáng con vẫn dành thời gian đi tập yoga được mà. Dạ. Chú thấy này là hai bạn đều đam mê một ngành thời trang. Thì hai bạn sẽ cùng làm thời trang, cùng trò chuyện với nhau, cùng hướng dẫn, cùng trao đổi và cùng yêu nhau, cùng đam mê cái nghề của mình. Cái này là cái thuận lợi. Như vậy là tốt rồi. Bây giờ mình đưa ra quan điểm về người sắp tới đi. Đúng. Bây giờ mình hỏi về tương lai đi. Muốn người bạn gái của mình như thế nào nè? Dạ em thì đơn giản thôi. Bạn chỉ cần chăm chỉ trong công việc. Có đó. Dạ, bạn đó rất okay. Chăm chỉ nhưng mà lâu lâu là thiếu cái người mà thúc đẩy nên bạn ấy hơi tạo mút cho bạn á. Dạ, dạ cái đó thì em có thể làm được đúng không? Đúng nghề của mình đúng không? Đúng nghề rồi. Có gì không thích không? Em thì không có quan điểm không thích về một bạn nữ rồi đó. Ừ, rồi tốt quá. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Con muốn một người cao trên 1m7. Còn về tính tình thì bạn ấy không ra trưởng thôi. Cứ sống thật thà, thoải mái với lại cái bản thân mình là được. Sống thật thà, thoải mái, đam mê của mình là được. Là đúng rồi. Bạn này là đúng đam mê luôn nè. Chứ con cũng không muốn tìm một người mà quá dẻo miệng, ăn nói quá khéo hoặc là quá thảo mai đó. Dạ. Bạn này thì nhát nhát lắm đồng thì không có thảo mai lắm đâu. Con đi với ai vậy? Dạ nay con đi một mình. Một mình. Để đó chị Lan lo. Ừ. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em á. Ồ. Chào em trai. Bạn gái bên đây có phù hợp với bạn thân của mình không? Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Lan. Em thấy bạn nữ do phù hợp với bạn nam. Dạ, phù bạn hợp với vấn đề gì? Ngoại hình thì em nghĩ xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa hả? Cảm ơn em. Rồi. Bây giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt trò chuyện với nhau. Coi cái chung cái niềm đam mê nó có khác không ha? Mở rào. Chung niềm đam mê có khác không? Đúng rồi, bởi vì hai người không cùng đam mê thì sẽ khác nhau. Còn bây giờ mình trúng một cái niềm đam mê, mình có thuận lợi không, mình nói chuyện có hợp với nhau hay không? Bắt đầu đi em. Hôm nay anh có một cái áo mà anh thiết kế, nên anh sẽ gửi tặng cho em nhé. Ừ, em cảm ơn anh. Em tặng anh quyển sách. Nãy bạn trai nói là bạn trai break dance phải không? Mình biểu diễn liền cho nhà gái coi nè. Dạ vâng ạ. Bắt đầu âm nhạc. Dạ
Hay quá. Nhưng mà hôm nào mình bình thường biểu diễn trước đám đông mình không có run, mà hôm nay hơi run đúng không? Dạ. Một chàng trai đầy năng lượng luôn. Bạn gái thấy sao? Cảm nhận sao? Thầy nhảy rất là đẹp luôn. Đẹp con quá. Những cái cú... Nói chung là em nhìn là em chỉ biết ngưỡng mộ thôi chứ không làm gì được. Bây giờ mình cảm nhận về chàng trai thế nào, nói đi. Con cũng muốn cái hình mẫu người bạn trai con cũng phải mập mạp một chút giống như anh này này. Đó thì về ngoại hình thì con thấy rất là ok. Còn về tính cách thì cần nhiều cái thời gian để tìm hiểu hơn nữa. Nhiều người thì dễ kiểu xem tướng, dễ nhìn người á. Mà con không phải là một người giỏi trong cái việc đó. Bất kỳ một mối quan hệ hoặc là một người bạn nào đó thì con cần phải nhiều thời gian để tiếp xúc hơn. Còn anh trai, thấy bạn gái thế nào? Anh chỉ có muốn một điều muốn hỏi. Nếu bạn trai em có hình xăm trên người, em có thấy như thế nào? Hình xăm của anh có lớn không ạ? Không. Em thấy, em cũng có thấy cái hình xăm trên cổ anh đúng không? Từ ngoài chỗ đó ra còn chỗ nào không ạ? Anh có xăm con, nhưng mà anh có xăm sẽ... con rồng, con phượng gì, con rắn gì ở trong lưng đó? Dạ không, dạ không. Dạ không ạ. Vậy chứ xăm ở đâu? Dạ ở trên tay thôi ạ. Đối với dạ em thì những cái xăm nghệ thuật nhỏ nhỏ chút xíu thì nó không ảnh hưởng gì. Còn ví dụ như xăm mấy con hổ, con báo gì đó thì em hơi kỳ thị một chút. Dạ vâng. Dạ. Bạn ấy không có xăm con rắn ở trên lưng, chỉ có xăm con rắn trên cánh tay thôi, nó chạy dọc cánh tay đó. À. Được không? Ở đâu? Xăm con thỏ. Cái đấy có gì mình sẽ là thông tư tưởng sau. Dạ ok. Hẹn hò sao thời gian các bạn đó. Cái này mới quan trọng với các bạn nè. Cứ theo cái công việc của em á thì em sẽ có thời gian rảnh vào khi nào? Em bán ở cửa hàng á, nên là hầu như là em sẽ toàn thời gian ở cửa hàng. Nhưng mà thường thì buổi tối thì em sẽ thuê một vài nhân viên, thì em chỉ có thể dành được thời gian buổi tối thôi. Thời gian của em thì nó cũng tương đồng với thời gian của anh. Anh cũng sẽ rảnh vào thời gian buổi tối, nhưng thời gian của anh có thể anh sẽ sắp xếp được. Mình nói chút xíu về tương lai đi. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Nếu mình hợp thì anh định cuối năm nay. Ừ, đầu năm. Đó là sao? Em suy nghĩ hơi khác một chút, tại em vẫn còn trẻ quá. Đó, nên là em cũng muốn nhiều thời gian để tìm hiểu hơn. Nhưng mà nếu mà cả hai cùng cảm thấy phù hợp thì vẫn có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ vâng. Dạ. Tính tới chuyện kết hôn rồi thì chị Lan tính luôn. Bây giờ hai đứa tính coi là bên đây làm thời trang đồ mặc ở ngoài, đây đồ mặc ở trong, coi có kết hợp lại với nhau được không? Dạ chắc chắn là được rồi. Có chứ. Được mà, một combo của nó đó. Không, ví dụ như là mua đồ của shop này tặng voucher của shop kia. Đó. Đó. Về kinh tế là được rồi đó. Mà bên đây là người ta còn cái niềm đam mê khác, đó là nhảy và thi đấu. Đi biểu diễn, đi tập mỗi tối. Tối nào anh cũng đi tập luôn à? Dạ đúng. Mình thi đấu là thi đấu trong nước, trong ấy hay là có đi ra nước ngoài không? Sẽ có cơ hội phải đi ra nước ngoài không? Thì đó là niềm đam mê thôi, nên là em tôn trọng chứ em cũng có vấn đề gì. Dạ dạ. Vậy mấy mốt người ta đi hoài không có la nghe. Không đi hoài nó khác chứ. Không, đây anh nói thỉnh thoảng em mới đi, thỉnh thoảng em mới đi. Dạ em sẽ sắp xếp được thời gian của mình cho dạ một nửa còn lại của mình. Kinh doanh ổn định rồi, giờ mình đẻ con đi. Đẻ con. em thật sự cái vấn đề em hơi không biết như thế nào á chị. Không biết thế nào là sao? Không biết sao có con hay sao? Dạ là ý là em không biết ý bạn gái có sẽ muốn có con liền hay hoặc là muốn để thời gian sau, thời gian bao lâu để có con. Theo em thấy thì khi nào kinh tế của mình ổn định có thể lo được cho con thì mình sinh con thôi, chứ không có nhất thiết là sau khi cưới một năm hay là 6 tháng gì đó cả. Khi nào mà mình có thể có khả năng nuôi con và cho con một cái môi trường học tập cũng như là sinh sống tốt nhất thì lúc đó mình sẽ sinh con. Dạ. Yeah. Em hỏi một chút là ví dụ như nhà anh ở Bình Dương chẳng hạn, ví dụ như Tết hai anh em mình có may mắn quen được với nhau. Tết chẳng hạn, Tết nhà em thì là quê ở Bắc, thì liệu anh có muốn về Bắc không? Tất nhiên hay là không. Tết nào, ví dụ như là cưới rồi, Tết nào mình cũng phải ở nhà chồng, mình cũng không được về nhà hay gì đó. Nếu mình đến được hôn nhân với nhau thì có thể là năm nay mình ở quê nội, năm sau mình ở quê ngoại, hoặc là 30 mùng 1 mình ở quê nội và mùng 2, mùng 3 mình muốn mình về ngoại. Chỉ cần mình muốn là mình sẽ tìm được cách. Quan trọng em hỏi anh có muốn không thôi. Dạ đúng rồi. Dạ, thật sự cái đó là điều anh sẽ làm, thực hiện cho một nửa của mình. Hỏi coi, lấy nhau xong rồi ai giữ tiền? Chị Lan có gợi ý là lấy nhau xong thì ai là người giữ tiền? Chắc chắn là vợ mình rồi, chắc chắn là vợ mình rồi. Đó, vậy nhanh gọn lẹ, thấy không? Không cần phải bé thì dễ thương quá. Thực ra đó. Đẹp trai vô cùng. Tôi rất thích con, rất là sâu sắc đó nha. Nói chuyện rất là chững chạc luôn. Tuy tuổi đời còn rất là trẻ,
bạn này có thể quản lý tiền bạc được tốt á. Dạ. Bạn này có thể quản lý được tất cả mọi công việc. Bây giờ mình đứng lên đi. Hai bên đây nữa. Rồi đứng nhìn nhau nha. Đó, bây giờ mình gần hơn nữa nè. Cảm giác hồi hộp không? Dạ có. Anh run. Nhìn thẳng vào mặt bạn gái đi. Mình rất là gần rồi đó. Cảm xúc bây giờ thế nào với bạn gái? Hít mồ hôi thật sâu. Hít. Dạ bây giờ thì thật sự là em cảm thấy rất run mà. Em cảm thấy rất là run khi nắm tay bạn gái. Em cảm thấy đây là một mẫu bạn gái trong lòng em. Nhà gái thấy làm sao nè? Em thấy là anh khá là ưng đấy. Em không có nhiều kinh nghiệm tình trường giống như anh. Có thể là nếu mà mình cho nhau cơ hội thì có thể là anh chỉ cho em nhé. Tất nhiên là mình sẽ trải nghiệm với nhau trong cuộc sống nữa. Trải nghiệm với nhau. Em hết thời gian để trải nghiệm rồi. Trời ơi. Em xin lỗi. Mình sẽ bước cùng nhau trên con đường sắp tới. Đúng. Dạ vâng. Bây giờ về vị trí đi nào. Dạ. Để tay vào nút bấm đi. Hai bạn. Bây giờ mình trao đổi nhiều rồi. Bây giờ ta sẽ đưa ra quan điểm của mình. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm hay không bấm. Chị Lan đếm luôn nha, để không làm mất thời gian của hai bạn. 1, 2, 3. Hai bạn bấm mà không trật một nhịp nào. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Đó, một nụ hôn đầu tiên. Em hơi run. Run nữa, mình đã nắm tay bạn ấy rồi. Tập trung vô. Hôn xong thấy run hơn hả? Dạ đúng hơn rồi. Bạn gái thấy sao? Anh ấy run quá, anh nắm tay em nên em run. Còn hung á, vụ hung á sao? Thì cũng được nhưng mà chắc phải lên tập thêm. Thấy chưa? Vậy nhớ luyện tập thêm nha. Chúc cho hai em hạnh phúc ha. Dạ. Tên mình ạ. Họ tên, công việc, quê quán mình ạ. Em tên Bùi Anh Sơn. Quê quán là ở Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình nhưng mà chuyển vào trong Đồng Nai làm ăn rồi. Mình cứ tìm một cái chỗ mình ngồi để camera cố định giùm bên mình xíu nha. Vâng. Này. Được chưa chị? Rồi. Không biết được không mà nhìn thấy đẹp trai hơn rồi đấy. Rồi bây giờ xin mời tự tin, chia sẻ, chủ động, quyết chiến, quyết thắng nha. Bây giờ mình không tự tin thì mình không cô gái được đâu. Rồi tự nhiên nói quyết chiến, quyết thắng thì bỏ đi đâu rồi? À, alo. Đây. Ai dám bỏ đi đâu. Nghe sợ quá bỏ đi luôn. Rồi. Wow, mình đang ở chỗ làm hay ở nhà hay sao vậy bạn? Em đang ở nhà. Nay vừa đi xe em không được. Mà lái rồi. Xe bắt học sinh nhưng mà. À. Rồi, bây giờ mình cái công việc của mình là gì đó ha? Tài xế đưa đón học sinh. Tài xế đưa đón học sinh. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu thế? Em sinh năm 1980, giấy nếu mà sinh đẻ thì là 81. Còn nhưng giấy mà tuổi thật là 80 đúng không? Tuổi thật là 81 nhưng mà giấy tờ thì là 80. Giấy tờ 80 mà tuổi thật là 81. Vâng. Giấy tờ là tuổi giả mà tuổi thật là mới là tuổi thật. Tuổi thật nhưng bố mẹ lại không làm tuổi thật, bố mẹ làm tuổi giả thì phải chịu sao được, từ bé rồi phải chịu sao được chị. Vậy là bố mẹ tại sao lại không làm tuổi thật mà đi làm tuổi giả? Ngày xưa thì là đẻ ra ở Thanh Hóa, bố đưa tờ luôn. Ừ, nói tới nói lui bây giờ cuối cùng là anh tuổi thật là 80 mà tuổi giả là 81 đúng không? Tuổi thật là 81 mà tuổi giả là 80, là tuổi theo giấy tờ hiện tại ấy. Chứng minh nhân dân viết là sinh 1980. Vâng. Rồi bây giờ mình đang sống ở đâu ạ? À? Hiện tại bây giờ đang tạm trú tại Biên Hòa, Đồng Nai, xã Tam Phước. Nhà của ai anh?
đang ở trọ nhà anh trai. Dạ. Rồi anh buồn ngủ không? Nó vừa đi từ 3 giờ sáng mới về lúc 1 giờ chiều. Vâng. Rồi bây giờ anh chia sẻ đi, mình đã từng kết hôn chưa ạ? Em từng xây dựng gia đình năm 2009 rồi. Rồi sao nữa, bây giờ kể của hôn nhân đó đi. Quen ở bao lâu, có con gì hay không ạ? Úi dồi ôi, cuộc hôn nhân là do bố mẹ giục lấy vợ quá thì cứ lấy cho nó xong, không tìm hiểu kỹ, dẫn đến duyên nó sau 12 năm duyên nó đến thế. 12 năm? Mấy người con? Hai người con, hai cậu trai, rồi một cậu rồi. Lớn đang ở với bố. Cậu lớn bao nhiêu tuổi rồi? Sinh 2009 ạ. Trời ơi, ông nói ba mẹ gì đâu, cưới đại gì đó mà cũng hai người con ở mười mấy năm mà sao chia tay? Chia tay là do em mới chia tay được 2 năm mà. Em trước em ngoài Hà Nội em làm 19 năm, em vừa mới phải nghỉ lúc. Em vừa nghỉ ngày 27 tháng 9 năm 2022 ngoài Hà Nội. Là cũng em... tài xế hả? Anh cũng làm tài xế hay sao? Ngày xưa em làm ở xe buýt Hà Nội. Dạ. Yeah. 19 năm rồi. Do cậu con trai thì cậu ấy quá nên giờ bố phải vào trong đây để, bởi vì lúc ly dị thì các bác ở trong miền Nam, trong Đồng Nai này đưa cháu vào đây để cho cháu nó học hành. Ừ. Nhưng mà sau một thời gian thì tuổi bắt đầu như tuổi lớp 8 là tuổi nó là đang cái tuổi nửa người lớn nửa trẻ con ấy, nên các bác bảo thôi chú vào đi. Chú vào đi để còn bố con ở với nhau để còn quản lý được. Chứ còn các bác thì các bác nhiều thứ các bác không thể nói được. Chú phải vào được khoảng độ một tuần thì xin được công việc đưa đón học sinh, vừa có thời gian trông con vừa đấy. Thì cũng bảo đến tuổi thì cũng phải đi kiếm cái gì đó nó một nửa của mình, nó cẩn thận một chút, không thể như trước được. Rồi vậy thì, nhưng mà lúc trước là cái lý do ly hôn là gì anh? Bởi vì là em trước ở thì là một tháng em chỉ về 2 lần thôi, nên là họ thì tình chung quy là tại cái dịch Covid ấy. Cái dịch Covid về ở thì nó hiểu nhau nhiều quá dẫn đến dẫn tới chia tay, chứ thật ra tuần dạng lần 2 lần nhưng mà hạnh phúc đúng không? Cũng hạnh phúc chứ không, bởi vì tìm hiểu là có được có 3 ngày đã cưới, 3 lần được 1 tháng cưới rồi nên vội vàng quá, nhưng mà khi xác định có con rồi thì mình vẫn cứ phấn đấu. Người phụ nữ thì người ta lại không hiểu rõ cái đấy. Nhưng mà nói chung là đã là ly dị rồi thì nói chung mình không thể nói sai ở ai được, cả hai đều sai. Đấy thôi, cái duyên nó đến thế thì mình xác định được, kiếm người làm sao nó sống hiểu nhau, cố gắng. Phụ nữ chẳng may rơi vào người phụ nữ mình cảm thấy 12 năm đã bao giờ phải lo cho vợ lo. Vợ có phải đi vay mượn cái gì đâu, 12 năm rồi, vợ chỉ ở nhà thôi. Rồi bây giờ anh muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Nói chung là cũng biết đối nhân xử thế và đời sống những người ta đã nói nào. Tính cách thì làm sao sống hướng thiện, hai là biết trên biết dưới. Khi người đàn ông người ta đã làm hết việc cho mình rồi thì mình phải biết cái đó, chứ đừng nghĩ là cái việc đấy là mình được như vậy, là dẫn đến cái tính cách suy nghĩ lệch lạc đi. Khi chuyện nó
xảy ra với biến cố gì đó chẳng hạn, thì lại suy nghĩ thêm cái khác. Nói chung là phải người phụ nữ biết hiểu chuyện. Rồi, quê quán ở đâu được và người đó ly dị đang nuôi con rồi được không? Được mà, em cái đấy không quan trọng. Bởi em xác định em ở trong này rồi mà. Cũng mua đất rồi nhưng mà vẫn đang nợ một nửa. Xác định ở trong này hả? Vậy nếu mà về Bắc được không? Về Bắc á? Ừ. Về Bắc làm gì? Có bạn gái mà ở ngoài Bắc thì sao? Chịu không? Ôi. Bạn gái từ ngoài Bắc à? Mình cũng từng sống ở ngoài đó rồi thì văn hóa mọi thứ mình cũng biết mà. Nếu về đó cùng bạn gái lập nghiệp được không? Là cũng khó quá. Nếu mà ở ngoài Bắc thì chị phải nhớ em đã chấp nhận bỏ đến 19 năm vào đây. Không thì cái này là tụi tôi chỉ hỏi thôi, còn cái việc ví dụ giờ cái cô đó, tại vì mình là người Bắc thì cái văn hóa người Bắc nó sẽ phù hợp với mình hơn đó, còn tụi tôi chỉ gợi ý thế thôi. Anh không thích thì cứ chia sẻ thôi ha, chứ còn nhiều người sống ở trong miền Nam mà lại đòi gái lại không chịu cái người miền Tây ở miền Nam ở trong này chẳng hạn. Còn bây giờ người Bắc phù hợp hơn thì cái đó chuyện hai người có thể thương lượng sau, tùy. Dĩ nhiên nó nhiều vấn đề khác nữa. Còn mình không thích thì thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi à. Tại vì anh có thể có những cái điều kiện nó phù hợp với cái cô gái mà người ta đang có nhu cầu tìm người yêu. Đó. Chỉ có điều nó hơi khó khăn phần khoảng cách địa lý đó thôi. Rồi. Còn nếu mà anh muốn ở trong Nam thì có không thích người miền nào hay không? Hay là Trung, miền Tây gì cũng được. Em cứ miễn là người Việt Nam là được. Chứ giờ mày đã là người Việt Nam sao lại cứ phải phân biệt vùng miền làm gì chứ? Miễn người ở đâu cũng có người nọ người kia mà. Sống quan trọng là sống tốt là được sao đâu, sống hướng thiện là biết lại rồi biết biết vị tha là được sao đâu, là hiểu người đó. Người phụ nữ người ta chỉ cần sống đơn giản, có trách nhiệm với gia đình cũng như người đàn ông cũng thế thôi, cho đâu khi mà hai người cố gắng cuộc sống khác chứ cần đừng. Bởi vì tính em thì nó hướng nội, sống nó tình cảm hơn, tình cảm nhiều hơn, đấy là tính cách của em. Bởi em rồi em... ok rồi, được rồi anh, nếu mà được chọn á thì bên chương trình sẽ có người gọi để trao đổi với mình thêm nha. Dạ vâng. Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Rồi, hello em ha. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi, họ tên, tuổi rồi công việc quê quán nha. Để mà hơi yếu. Chị nói lại chị mà hơi yếu á. Rồi giới thiệu về họ tên, tuổi, công việc quê quán rồi ở hiện tại của em đi. À, em tên Bình, em ở Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương. Gì Bình quê em? Gốc của em. Dạ, quê gốc của em thì ở Thanh Hóa kia. Tên đầy đủ của em là gì Bình? Lê Văn Bình. Lê Văn Bình. Dạ. Sinh năm bao nhiêu Bình? Em sinh năm 94 ạ. 1994, rồi quê Thanh Hóa đúng không? Dạ. Đang sống tại Bình Dương. Dạ. Rồi đang làm công việc gì em? Em mở cửa hàng điện nước, thi công cung cấp bán đồ điện nước á. Rồi thi công điện nước luôn. Cái này là của em luôn hả? Đúng là của em. Gia đình em là ở Thanh Hóa hay là ở Bình Dương? Gia đình ở ngoài quê cả, ở Thanh Hóa cả. Ừ. Cái này có mình em thôi hả? Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Bình? Em thì em sống tự lập được, nó làm gì cũng được hết á. Có những cái điểm mạnh gì khác không? Cái tự lập về các bạn đi làm ở những nơi xa quê thì bạn nào cũng tự lập hết rồi. Mình có cái điểm mạnh nào khác mà mình nghĩ rằng các bạn gái sẽ thích mình không?
Em thì nói chung là dễ tính ha, ai nói sao cũng được. Trong đấy thì bây giờ nhà cửa rồi kinh tế của em nó như thế nào, ổn định chưa? Em nhà cửa đất đai thì không ổn định rồi chị. Là mua đất mua nhà ở Bình Dương hết rồi hả? Lo để cho gia đình ra. Có xe chưa? Em thì có xe máy, xe ô tô thì có xe riêng hết. Ừ. Xe gì ạ? Sao chị? Xe gì ạ? Em đi xe, nói chung là xe em mua cái xe để vừa đi chơi vừa chở đồ mà, xe Jolly. Ừ. Mitsubishi. Tại vì là có nhà có xe rồi. Là chở đồ điện nước á, cho nên là em mua cái xe thường thường là để chở đồ, mình chở đồ. Ừ. Là có nhà có xe rồi đúng không? Rồi. Rồi tình trường của em thì sao Đình? Em thì cái ngày đi học, ngày sinh viên ấy, thì cũng quen quen cô gái ngoài quê ấy, thì nói chung là ba năm đi học và sinh viên thì là quen cô ấy cả. Đến lúc mình đi thực tập ấy, thì kiểu như là mình đi lâu cũng người ta ở nhà thì người ta có người khác ấy. Người ta lấy chồng. Tức là em chỉ có một mối tình thôi. Là bao lâu rồi? Cách đây tầm 6 năm rồi. Ừ. Rồi muốn tìm một bạn gái như thế nào? Thì nói chung là nhìn chút là được. Với lại có công việc, cái dịch viện mà có thể làm tại nhà được. Tại vì là em ở nhà em mở cửa hàng thì có người ở nhà em đi làm bên công trình thì càng tốt. Rồi mô tả chi tiết về mẫu ngoại hình các thứ mà mong muốn đi. Với em thì ngoại hình thì không quan trọng lắm đó. Vì được chứ, nói chung bình thường là được, đừng có mập quá, đừng mập quá là được. Rồi, tuổi tác thì sao nè? Tuổi thì em hy vọng là cô gái ấy là tuổi sinh năm 95, tuổi Hợi đó. Chính là người tuổi Hợi, tại vì là em quen, ngày trước em quen người tuổi Tý thì bên gia đình ai cũng nói là mình không có hợp với người tuổi Tý, đi coi người ta nói không hợp, không cưới được. Thì cố gắng quen được người tuổi Hợi càng tốt, người tuổi Hợi là hợp nhất, tại vì trong gia đình là mấy mẹ rồi bà rồi mấy người phụ nữ toàn là tuổi Hợi không. Rồi quê quán các bạn gái thì sao? Bạn gái thì quê đâu cũng được. Ở gần em ơi, em chủ động em chia sẻ tiếp đi nha, đừng chờ bên bọn chị hỏi tốt. Rồi còn gì nữa không em? Còn yêu cầu gì nữa không? Vậy thôi. Ủa mà hy vọng đừng con gái nhìn tây là được, với lại đừng con gái gái là không phải là con gái có chồng có con rồi là được. Rồi được rồi, cảm ơn em nha. Nếu được chọn chương trình liên lạc lại cho mình sau ha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ.